các bạn là đang tiếp cận theo một hướng có vẻ như là hơi bị cưỡng bức rồi bạn ạ. Các bạn phải coi rằng là cái việc về nhà và làm việc nhà là một thú vui, và đấy là một quyền lợi, và đấy là một cái gì đó rất là hạnh phúc, đó được làm việc nhà. Tôi làm việc nhà rất nhiều thứ, chỉ trừ một việc không thích lắm là rửa bát. Còn tôi làm tất cả mọi thứ, kể cả dọn dẹp, trang trí, sửa chữa những cái đồ vật trong nhà, rồi nấu ăn. Tôi nghĩ là đấy là những cái rất là thú vị, thực sự thích thú đấy, rất là thích thú, dọn dẹp nhà cửa rồi nấu ăn cho gia đình, làm cái thứ thích thú. Tôi nghĩ rằng là nếu chúng ta bận thì chúng ta nên sắp xếp, bởi vì thực ra cái cách nói là bận thì ai cũng bận. Tôi cũng chúc mừng bạn là các bạn có công việc tốt cho nên là luôn luôn bận, nhưng bận cũng chỉ là một cách nói thôi, thì giờ đấy là do cách các bạn sắp xếp thôi. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu các bạn muốn thì các bạn luôn luôn có phương cách, còn các bạn không muốn thì các bạn luôn luôn có rất nhiều lý do đó. Thì vấn đề ở đây là tôi muốn nói rằng là thực sự các bạn phải thấy cái việc mà làm việc trong gia đình là một cái hứng thú, một cái hạnh phúc và một cái mong muốn của tất cả những người đàn ông mà yêu quý gia đình, đúng không? Thì tôi nghĩ rằng điều đó chúng ta có thể sắp xếp được thôi. Okay.